sẵn sàng thay đổi tất cả những gì mình có thể để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Bởi ai cũng sẽ muốn hướng đến cái điều tốt đẹp nhất với mình. Và khi cơ hội đến thì em chắc chắn em sẽ nắm lấy và em sẵn sàng thay đổi. Ok. Tôi bán tạp hóa. Tao không gì trời. Ai muốn bán tạp hóa đâu mà ẩm dữ trời. Sáng giờ không có ai mua hết trơn vậy. Điều rồi. Không vô nhà ăn cơm. Cảm ơn bắt đầu. Trời đánh cảnh của ăn mày mua gì vậy? Tới tao ngàn nước đá. Nhiều rồi. Tại nhiêu đó ăn không gì nữa đâu. Trời. Đợi xíu đây mày ơi. Bắt đầu kêu. Gọi là rồi em. Mua luôn lần đi. Lấy tao cái việc theo 10.000. Sao đã mua luôn đi, trời ơi, quay đi quay lại mày vậy. Trời ơi, nãy quên mày ơi, lấy đây cho nó đi. Để rồi, đợi xíu. Bảo cửa, bảo cửa này ngay. Bảo cửa, đây là cái bảo cửa. Đâu nè. Muối gì, bán tao 3 bịch muối. Sao sáng giờ hả mua vậy này mới mua. Trời ơi, nguyên ngày làm chuyện có cảnh đâu. Đợi xíu. Ôi, là buồn dữ trời. Hả? Ra bắt đầu đi lên nè. Tại sao? Hả? TikTok hiện tại. Trời ơi ý. Trời ơi hổng gà chỉ thị 15 nó vừa rớt xuống cái bọt một cái. Tao phóng qua nhà tao chơi với mẹ coi con mày liền nè. Ủa gì hai? Trời ơi lâu lắm gì hai mới qua chơi ha. Mới có mấy tháng mà dòm lại cái đầu mày tao nói. Y như cái ổ gà. Trời ơi công nhận. Vì duyên từ cái mặt tới cái nết luôn á. Con mà dịu dàng nhẹ nhàng như mẹ con là chổi trà rượt gì nãy giờ rồi. Thôi vô ngồi uống nước trà đợi mắt con xíu ha. Thôi trời ơi ai cảnh đâu mà ngồi ghế mày ơi. Chút tiêu giạt người ta nằm tao ngủ luôn không được nữa. Mà tao không ngày đâu mất tiêu mẹ mày không thấy á. Bịch má mày bỏ nghề quay TikTok á dạ. Đâu có. Má con cũng bảo làm TikToker đó giờ mà. Có làm cái gì khác đâu. Cái đài tao không nó lên clip để tao vô cái khác tao chữ mà không có lăn được cái gì hết trơn. Bây giờ nó làm cái gì? Bắt mọi người hú cà cà mọi người. Ba lần vô màn hình không cần đặt mặt được luôn. Ba lần vô màn hình chưa có tới nữa người ơi. Nó mua rồi ớt nhé, coi chuẩn bị ớt đó. Trời ơi nó ớt đồ cắt, không còn đường chạy đâu tao luôn. Cái lên cho nó cảm ơn bà chị đã coi chết một cái vừa. Con quỷ với con má mày gì? Nó live stream rồi mà làm gì mặt cái ghê vậy trời. Chị đó gì ơi, không lẽ tao nói gặp mẹ mà bữa nào cũng tưởng quỷ tưởng ma không á. Mà đuổi lộn mấy lần. Mẹ mẫm vậy thì sao vậy tao lắm. Bớt like đi mày, quay clip lại đi kìa. Chưa nắp mày làm cái gì cút gì vậy đó. Hả chị? Trời ơi, nghe nói đâu mấy bữa đứa nào mạng nói em chết rồi chị. Bữa nay sương sương chưa có tròn 49 ngày em còn hiện hồn về. Hạ phàm mà dám thế. Chúc phúc cho nó đó chị ơi. Để chị rảnh rảnh gì ngồi chị nghe em chúc phúc nha. Con mà vô giữ chặt cái miệng của nó kia. Nó chịu khỏi đầu thai. Trời ơi, người lớn mà để con nó chửi đầu cha, đầu mẹ, đầu ông, đầu bà. Nó cào mồ, cút mã nó đổ xuống sông. Thì biết nhục không? Hello mọi người, và một ngày không trăng, không gió, không sao thì mình làm gì? Làm khùng, làm điên chứ. Bận bộ đồ nữ thì chúng ta hôm nay sẽ làm nữ công gia chánh với... làm gì đây? Milo dầm cùng xếp đồ ăn của bếp của mẹ chứ đâu biết tự làm đâu, có mua xếp sẵn. Rồi xong, nói giờ nấu xong rồi ăn thôi, bye bye. Ở chơi á, giờ này em làm Milo dầm của bếp của mẹ nha.
có rất là nhiều nguyên liệu và có đánh dấu hết rồi. Chứ chưa đánh dấu thì em cũng biết làm đâu. Hôm nay chúng ta sẽ làm hai loại pudding này nha mọi người. Ừ, tại vì sếp nó có sẵn hai loại pudding này đó chứ bình thường em không biết làm. Mỗi một loại chúng ta sẽ cho 70g đường nha, cái này em cân rồi đó. Trộn đều tay, khuấy đều tay nha mọi người. Cái này là có theo cái giấy hướng dẫn nha, chúng ta em tự hỏi. 500 hoặc 700ml nước vô luôn nè. Bắt đầu sôi lên xong cái đem ra, đổ cái bột vô quậy cho nó đều ra. Quậy thiệt là đều, bỏ lên bếp bắt tiếp. Sau khi làm pudding xong thì bây giờ chúng ta chuyển qua làm chân trâu. Khúc này quay slow motion nhìn cho nó nghệ. Ừ, nghệ không? Nghệ không? Không nghệ. Trong thời gian luộc chân trâu thì pudding nó sôi mình đổ ra và để nguội vậy là xong rồi. Phần này chúng ta xử lý tới việc bột cacao nha mọi người ơi. Cái này cực kỳ khó luôn nè, rất khó. Mình phải sử dụng bột cacao và đổ sữa vào quậy lên vậy thôi. Nói chơi á, khi mình đổ sữa vào mình quậy lên, mọi người phải quậy cho thiệt là tan nha mọi người ơi. Cái phần quậy thiệt tan hơi khó một xíu á, tại vì tránh nó bị đóng cục á. Quậy đều tay, khuấy đều tay nào. Trời ơi, khó lắm. Sau đó chúng ta bắt lên bếp nha mọi người. Mọi người nhớ quậy nha, không quậy là nó sẽ cháy, nó bị khét hết thôi. Rồi xong. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đổ ra chén và quất thôi. Tròn miếng chân trâu trắng, chân trâu đen vô này ha. Thêm miếng pudding vô nữa này ha, màu vàng, xong phong. Thích màu vàng rồi xong màu vàng thì chúng ta thêm miếng màu nâu nâu của sô-cô-la hả ta? Cái này nói chung là em biết màu gì nữa mọi người, nhưng mà màu nâu nâu này nha. Đó, màu nâu nâu nhiều nhiều thêm xíu, mê. Tiếp theo thì một miếng sốt cacao nè mọi người, cái cacao sữa nãy mình mới làm nè nha. Kẹo sánh nha, vừa thôi nó hơi đắng nha mọi người. Và cuối cùng là bột Milo. Bột Milo là kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Quất cái này là không có miếng béo nào hết trơn mấy má, không có miếng béo nào hết trơn á. À, sẵn mới nói luôn là cái này em mua của bếp của mẹ nha, chứ em không biết tự làm đâu nha mấy má. Đẹp bông, chất xác hơn. Trời ơi, nhìn lần khoái liền, khoái, chảy nước miếng. Ok, hôm nay mình sẽ làm theo video này nha. Ờ, và sẵn tiện Tiki connect với thằng đi giỏ, mình sẽ mua chân gà tại Tiki. Vì thấy trong clip có cóc nên ý quyết định ra vườn bẻ cóc nha mọi người. Chuyên mục nấu ăn cây nhà lá dừa. Vì bảo toàn cái thẩm mỹ của video thì ý quyết định đưa cho má cắt giùm cái này nha mọi người. Tại mình cắt không có được đẹp đó. Theo công thức như video thì có 5 muỗng đường, 5 muỗng nước mắm, 3 muỗng tương ớt, 1 muỗng muối tôm nè, 1 muỗng ớt mộc, ý không có nên xài ớt khô, thêm tắc và nước cốt me nữa nha mọi người ơi. Ờ, cái này xíu nữa em quên, 5 muỗng nước lọc đổi tô đó. Tiếp theo thì chúng ta phi thơm hành lên nè, đổ nước sốt vào và chúng ta để cho nó sệt lại nha mọi người ơi. Theo video chân gà sau khi luộc cũng như là sơ chế xong thì ý quyết định cắt cho nó nhỏ ra nha mọi người. Gà ý mua tại Tiki nha mọi người, từ rút xương cho tới không rút xương luôn nè, và đặc biệt còn giao nhanh trong vòng 2 giờ nữa. Nói một hồi thì bây giờ em đã sơ chế hết tất cả mọi nguyên liệu trong video rồi nè. Đổ chân gà vô, ta nói chân gà giòn giòn dai dai nghe, mà rút hết xương nữa. Trời, chấn động. Tiếp theo là cóc xoài nhà trồng, trời ơi, ta nói chua chua ngọt ngọt chấn động, mà còn cộng thêm cái nước sốt thần thánh của chị Min Cookie nữa. Trời ơi, ngon xuất sắc không quá ca. Còn đây là thành phẩm nha mọi người ơi, ta nói nó ngon mà nhà em ai ăn cũng thích đó đó. Mà trong tháng này Tiki còn có Black Friday nữa đó mọi người, hàng hiệu giảm đến 50% luôn, hàng chuẩn, hàng chính hãng, giao nhanh trong vòng 2 giờ luôn á. Ai đi làm vui vẻ mà ai về phải cúng luôn con vịt. Ê, cái cần như loại sống nước ngoài chứ không phải sống Việt Nam nha. Bình thường làm 11, 12 giờ khuya không, giờ nay tự nhiên làm 4-5 giờ sáng cái ngủ không được. Không cũng được, thức luôn, thức nguyên đêm luôn. Có gì nói chứ giờ em cũng phải đi làm đó mọi người ơi. Nay em không có ngủ được nên em quyết định đi làm sớm, em đi ăn sáng luôn đó mọi người. Lại sắp tới nhà cô dâu rồi, quyết định đá nhẹ tô hủ tiếu mì. Trời ơi, cũng ngon quá không vợ. Bây giờ cô dâu nha, cô dâu nha mọi người ơi. Nhìn thôi mà tao mệt mạch chúng mình á. Đường bắt đầu hơi xấu nha. Nhìn là biết có điềm rồi đó mọi người. Cái miệng em nhanh như cái miếu vậy mọi người ơi. Cái đường nhỏ xíu à. Trời đất ơi, đi sợ lọt đè không mới té. Nhưng mà không sao, để tới nhà cô dâu vậy chúng ta vô để đi làm thôi nè. Hôm nay là dancer nha mọi người. Hôm cùng ngày với em hồi xưa đó. Nhẹ quá bàn thờ cái trời ơi, coi cặp lông phụng xuất sắc mọi người. Ôi, của em yêu cầu rất là nhẹ luôn nha mọi người. Cô dâu sợ cứng lắm mọi người, nhưng mà cũng được mà. Nhưng mà bả lầy lắm á mấy má. Bả rất là lầy luôn. Nè mấy má coi nhẹ, trời đất ơi, ai mà để đã tên mà tên luôn Liên Quân luôn không? Tên Liên Quân cô dâu chút ghế luôn, chút rất đông chút. Ủa coi khúc nãy về mà em thấy cầu em muốn sợ muốn xỉu rồi, mà cái chú kia còn đứng trên cầu mà câu cá, nó trời thương đá cá gần dưới chỗ tao chạy xe. Nghĩ vậy thôi chứ trời, làm gì mà nhắc đụng tới má quýnh chết chạy sao nổi đó. Cuộc đời đâu có ngờ, đâu có tha cho em mới dẹp xong một cái phé ngốc nghe. Tiếp tục lại một anh ngu ngốc chết đi luôn. Trời đất ơi, cái thác này là cái thác gì mà trời ơi, nó không nghiệp không được á. Luôn cũng dịch quay luôn cho vừa lòng giả dạ. Trời đất ơi, cũng thu hồn các đảng vong linh gì đâu. Né né em nha, bớt xuôi bớt nghiệp giùm em. Con ở chín phương trời, mười phương đất, cô đồng dịch vật các đảng đâu. Né né con giùm ra cái con bằng ăn đi, đừng đụng chạm con, đừng mệt lắm rồi. Vì còn sợ chưa hết xui nên quyết định quốc thêm cái hộp dịch lộn đi cho vừa lòng hả dạ thiên hạ. Trời ơi ơi, mệt quá, mua gì là Phật à. Thần điêu giảm sản tổng món, cậu mã giảm thêm, lại kèm free ship. Thần điêu chồng điêu, đặt Grab Food đơn nào cũng hốt. Điêu chồng thêm free ship luôn nha.